Ôi ôi, ông vô và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đại Gaming nha. Thì hôm nay mình có một cái buổi giải trí sau những ngày đi giết người mệt mỏi, thì đó chính là một cái buổi đi off-road nha các bạn. Nay mình có một con xe khá là xịn sò, chạy thử thôi. Và con xe này đu được nha các bạn. Ok, đi nha mọi người, đi nha, đi nha. Đi theo gì? Vậy em cho đừng để rớt tôi à. Anh xui. Không, hồi nào anh có đường mới, anh hứa luôn cái đường này không rớt. Nè nè. Đi không, đi không, đi không, đi xe không, đi xe không. Đi không, đi không, đi không, đi không. Ê, ông quay lại kìa, quay lại kìa, quay lại kìa. Không, có không, có không. Từ từ từ. Ủa anh thấy cái tông chúng đâu sao rớt mất tiêu rồi. Xe đi, xe nào, lên đây nè, lên đây nè, qua đây nè, xe này xe xịn nè, qua đây, qua đây. Đúng rồi, qua đây. Đi qua đây không có té đâu, bao té. Đu cho lên, đủ, đủ, tắt người rồi đó. Té bỏ. Xe người ta chuyên đu vậy mà, sao hai này đu lệch đó ta. Thằng đu tụt dưới, thằng đu tụt trên. Đu vậy cho nó cân bằng. Đâu, xe anh mất cân bằng đâu. Xe này bị méo đứt luôn rồi. Ôi trời, đừng đếp, ôi dồi. Dân xếp vô anh. Dân xếp nó hợp điện rồi. Để coi hồi chạy lập nào trước nha. Ê, bây giờ mình cá đi. Bên trái bên phải trước. Anh cá lọc, anh cá hàng lọc cùng lúc luôn. Cá hai bên. Anh đúng rồi, anh cũng cá ấy mà luôn. Láo đi. Trời ơi, đâm tạnh luôn đi chết. Mình lưu á tao mừng nhỏ tổng xe. Ê ơi. Thằng giao người ta có sợ hãi kìa. Xe này nó bự quá. Xe này nó bự quá. Đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Đi bị xe cán luôn rồi. Cán chết rồi hả? Thôi nghiệp vậy. Rồi văng. Có thằng văng rồi. Ôi thằng văng rồi, văng rồi. Thôi đu tiếp đi mấy đứa. Thiệt đu xe này vui lắm. Thiệt đu 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 lên đây đu vui lắm. Vui lắm. Ok các bạn ơi, vì sự cố kỹ thuật cho nên bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Một bạn bị rớt xuống xe xong bị xe cán. Bây giờ mình chuyển luôn. Cái bánh gì màu xanh dương vậy? Sao xe này đi cũng được nè. Từ từ mình không leo núi được. Leo núi là té hết á. Nay anh đi có cái đường mới. Bình thường á các bạn thấy mình đi lên núi là đi đường cũ đúng không? Nay mình đi một cái con đường mới, siêu mới luôn và siêu khó luôn. Rồi. Chưa chưa chưa, bình tĩnh, bình tĩnh, anh chưa có thấy kịp. Ok đi nào. Để mình đi trước cho. để mới kêu mấy người kia đi xích ra để mình đi trước cho. Giờ là quả nhiên dằn hai thằng đều muốn chơi, bên này đều muốn chơi, giờ chơi mạo hiểm đúng không? Ủa, ngồi đó đu xuống bắn mà đúng không? Ừ. Ơi đừng có bắn, đừng có bắn, đừng có bắn, đừng có bắn. Bảy. Đừng có bắn là bảy. Ủa sao bị gì vậy? Sao bị cái góc nhìn? Chơi đồ quá, em chơi đồ á. Đây đó. Ê, ủa, có ai rớt vậy? Ông kia. Có ai? Ai? Có ai rớt không? Kia lao ra xe. Từ từ từ, tắm vô, tắm vô để tìm, tắm vô để tìm. Ủa, à ok, vậy là bị xong cái nó bay về kia. Ok, đi tiếp các bạn, thanh niên kia chết hoài luôn, chết, chết liên tục, chết liên tục luôn. Bị té xuống, bị cán lên, chết tiếp. Anh nhìn này, anh phát hiện này quy là... Hả? Này là... xe này là toàn là team mình không á? Coi chừng mệt á. Anh thấy đang hút. Sao? Ơi, từ từ anh chơi đồ có như mấy đứa. Thôi sao đây? Thôi xong. Không, anh uống rượu, anh không có chơi đồ thiệt, anh uống rượu hả? Gì luôn. Ủa Văn ơi, Văn, có thấy Hòa đang làm cái động tác hút thuốc không Văn? Hả? Có thấy Hòa đang làm động tác hút thuốc không? Có, không hết rồi. Ơi mấy đứa ơi, màn hình anh mất màu rồi mấy đứa ơi. Rồi xong, xuống xe nè. Chăng bóc luôn. Chắc mình xuống xe vậy nè anh, quay phải anh ơi, quay phải anh ơi. Không, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đường bảo, đi thẳng. Vậy mới phê đồ à. Trời đất ơi, coi cái đường của mình anh là đường sai rồi, anh đi sai đường rồi. Đi đúng rồi, đi đúng rồi. Bình thường là mình đi đường kia, hôm nay mình đi đường mới, đường xịn hơn, đường này bao rớt xe luôn, nói thiệt. Ủa bao rớt hàng kia luôn. Đúng rồi, bao rớt hàng kia luôn. Tự nhiên mấy đứa, xe kia là nó tông là rớt xuống hết á. Ý bà, thấy tao sao à? Văn nó đang đứng xong rồi cái người nó ưỡn ra ngoài xong rồi nó hút thuốc. Cái tay nó không thèm nắm vô luôn. Em cũng đang hút thuốc nè, em cũng đang không, làm gì anh thấy em hết thuốc rồi, anh thấy em đang đu rồi. Tay đu, leo ba lô, cầm súng. Vậy nó mới xịn chứ. Ê, bây giờ nhìn cái xe nhìn téo, hai thằng nó đưa hai cái tay lên hút thuốc. Không thèm cầm nắm vô nữa luôn. Như gắn hai con gì vô xe. Ừ, đúng rồi. Tự nhiên bên kia có con Toyota Hilux. Lật không anh? Lật á. Lật không? Tông mình á, nó lật á. Lật à? Đúng rồi, lật á.
Không, nhưng mà nó lại nhớ hơn gấp to nữa. Ở đây để coi cái đường đi lên trên núi là đường này nè. Tới rồi. Rồi. Cái đường nhỏ xíu đó. Trời ơi. Coi thấy con kia nó nhổng đầu lên luôn không? Đúng đường không? Rồi cái đường này đi lên. Ok. Rồi biết đường rồi. Rồi bám chặt vô nha, đường này rớt á, rớt thiệt á, rớt giả đâu. Đây đường đây. Hello. Cái đường trắng nó, cái đường mòn nó, đường này đường mòn nó. Đường này đi ngược lên trên núi kia, hồi mình đi từ bên núi kia mình vòng xuống. Hút tiếp trời ơi. Đây nè, đường bên này nè, bên này mới là đúng đường nè. Ê, coi chừng rớt nha mấy đứa. Từ, xe khỏe. Xe này nãy mình độ cái mâm upright rồi nha, các bạn lớp upright rồi. Chứ không còn đi lớp gì nữa. Đây các bạn nhìn gai nó nè. 2 lít. Cái núi này gắt vậy. Nè, coi này xe khỏe nè. Trời ơi. Tụt. Em thấy cái gì đó không ổn. Sao đi lại, cái gì mình cũng phải làm lại. Cái gì đó không sao quả nó té mà ăn nó còn à bây giờ ăn nó mới té tin lại mấy đứa ơi sao không sao rồi tôi xé bánh rồi hồi máu nha tôi chừng ok chơi đồ hồi máu chơi đồ chơi đồ hồi giáp phải cái chơi đồ hồi giáp phải cái chơi vài tép đi rồi đứng rồi đó từ từ bạn Giăng đi bộ lên đi bộ lên đi anh chạy lên cho. Ở ngang dốc chưa? Rồi bật rồi. Đó, rồi ok lên Giăng ơi, Lên. Rồi đuôi. Nhìn mấy con cama chó đi ngước mắt được chứ. Con ma chó chứ. Cũng thích đọc ca hơn. Ca cho nó đều hai chữ. bay anh ơi, hai này nó lọt xuống núi luôn á. Anh không dám đi sát núi nữa nè, đi sát núi hoài nó cạy vô cái vách núi bên trong nó té xuống á chứ. Không, bình thường đi đường kia là xưa rồi, đi đường này đường mới. Cái này động cơ gì á? Anh không biết nữa. 2.0. Mà chắc chắn là không phải là 2.0 Biturbo rồi, yên tâm. Nhưng mà nó tên là Ranger nha. Chỉ có thêm chữ G phía trước thôi nhưng mà nó tên là Ranger. Ê! Rất hay lặng luôn. Đó cái xe anh thấy bay lên xong rớt xuống liền luôn mà sao rớt được hai thằng hay được chứ. Trời đâu phải xe nào cũng lên được như anh. Trời có kìa, mấy kia đâu gì làm gì lên được. Thấy chưa? Mấy cam chó nó đi bên hông mà. Cam chó tuổi gì. Không, làm gì con nào lên được cái dốc này. Ơi, chỉ có gờ răng chơi mới lên được thôi. Ủa sao lên đu đi quả. Lên đu đi quả. Cái gì vậy? Đây được. Ok. Nghe xe bị động cơ biturbo. Rồi tiếp. Ồ đường này đi nó mới khó, đường kia đi xưa rồi. Xe này ông cập nhật phần mềm chưa? Chưa. Không cập nhật phần mềm chưa rồi. Sớm mấy triệu á. Bởi nó lọt xe thôi sao đâu mà. Ôi trời ơi không. Có hai thằng con xe. Có hai xe có một thằng. Tạm biệt mọi luôn. Cái xe nó lăn, ôi xe nó rớt quá trời luôn kìa. Ôi ôi. Xe nó rụng như sung vậy á. Ôi nữa kìa, con chiếc nè. Này nè, chuẩn bị nè. Chiếc đó khỏe, chiếc hải lăng đó khỏe. Nè, cái dốc này nè thấy không? Đó. Rồi, từ từ, mình lọt luôn á. Khoan để tìm cái đường đi nó hợp lý, dưới này đi hợp lý hơn. Cái dốc đó, nó có cái độ bình. Ôi. Thấy chưa? Cái dốc nó có cái đồ bình, đi lên một phát là nó lật cái xe liền, nó bay xe. Bởi vì nãy rồi mấy người kia bay toàn là bay cái dốc nó không á. Rồi, không có kinh nghiệm đi off-road nó nữa. Đúng rồi. Nó có kinh nghiệm đầy mình chứ. Cái đồ chóng nhìn dưới. Ôi nhìn cái đồ off-road bỗng đi ông phóng như. Ôi đồ luôn. Fly to the moon. Này ta bay. Ơi đá. Đá rồi. Đâu, né rồi, yên tâm. Cứ ngồi yên. Bám chặt vô. Ê, đừng quỷ thu, có bị các con nó cứ xe mình hoài à. Xỉu kìa, quà, ô đi xỉu quà. Ô xỉu kìa, ô xỉu kìa. Nó bay qua đầu mình luôn á. Nguyên cái thè bự chảng bay qua đầu mình cái một luôn. Bay qua đầu mình. Lé liền. Quá là thứ gì. Khỏi quá.
Ủa, cái đường này đi đã không? Trời ơi, tới rồi nè, tới núi rồi. Tới rồi, bay rồi. Tới rồi nè mấy đứa, đây. Núi này tới rồi nè. Đấy, chào mừng các bạn đã tới đỉnh núi Chiliad. Rồi, bây giờ mình đi xuống nè. Đáng tùi. Đáng đi xuống. Đường kia, đường xuống bên kia. Bây giờ đi xuống mới vui nè. Đâu, vậy là nó làm gì vậy, nó té á. Không, cái này phải chịu mấy đứa thông cảm tại vì xe nó lao xuống. Cái con kia nó cấu nguyên cái đầu. Chết ra nhóc ác, chết ra cho hai này đu lên cái nhóc ác. Rồi dăng qua kia đu đi dăng. Trời ơi, con tí má không. Ok chưa, ok chưa, ok chưa. Ok thì tiếp nè. Uống. Đớn. Đó. Cái đường này. Alo. Từ từ, bây giờ khoan. Nếu mà thắc mắc á, nếu mà mình dùng rất là nhiều thứ gộp lại với nhau thì nó sẽ như thế nào? Khoan. Anh thử đi. Sao? Nó là đời hư ảo, đứa anh nhập vào đây luôn. Ê, xe nó tự cho dốc luôn kìa. Lùi lái. Lơ đi qua, lùi, kêu lùi lái. Xe nó tụt dốc. Anh xỉn rồi, nó tụt dốc á. Bằng điện thoại. Ok. Có ai thấy mấy con cà mà chó nó trên đầu nó chuẩn bị sẵn sàng lao xuống dưới không? Đây. Đây nha, một vodka, một whisky. Dạ dạ. Đề nghị bạn kia không tông xe. Ê, nó ra đủ loại màu sắc luôn mấy đứa. Ê, chán mắt không thấy đường luôn. Ôi trời. trắng lắm luôn, trắng lắm cái đường luôn. Chơi gọi là ba loại gộp lại với nhau luôn, whisky, vodka cộng với một tép. Anh đi đúng đường đi mấy đứa, chỉ đường anh đi. Anh có thể đi theo bản đồ. Em... anh đang nhìn em Google Maps đó. Anh đang nhìn đi Google Maps đó. Trời ơi, nó xuống xe, anh đâu có thấy đường. Đường này phải đường không vậy? Cái này phải đường không? Lên dăng. Cái này phải đường không? Đúng rồi mà. Sao anh thấy quà nó bay xuống đuôi luôn rồi. Lên. Cái này được cái. Bẹo trái. Ok. Bẹo trái. Quẹp phải. Thấy đường rồi. Ok. Đi đường nào nữa? Không. Nó chân bóp rồi. Thiệt, nó chân bóp rồi. Trời ơi, không có rồi. Không có lấy đường mấy đứa ơi, xe nó cứ tụt hoài hả? Rồi. Sống luôn. Oh no. Chơi đồ. Và nó vẫn còn. Từ từ chối trường hợp này. Ê, lúc xịn á, cái xe nó tự đi luôn. Nó cái xe anh thắng là anh lùi rồi mà cái xe nó không chịu lùi. Thiệt, mới nói tin anh đi. Không phải anh đâu, thằng nào nó làm á. Ông làm gì? Từ xe tắt máy rồi. À, hết rồi nè. À, thấy đường nè. Trời. Cố em mình rồi. Cố em mình rồi. Lên trước mấy đứa kia. Để xe nó lên nổi dốc luôn. Kèo này nó không khả thi mấy đứa ơi. Con này lên nổi thì Camacho lên cũng nổi. Không, Camacho lên được, Camacho khỏe lắm. Rồi để anh đi xuống luôn cho. Cố đi chứ. Nè, đây có đường nè. Thì bây giờ xuống dưới lên lại không, cái đường này dễ đi không? Ờ, must be luôn. Không. Cái đích xe nó bom. Cái chỗ này con này mà chở 7, chở 2 người phía sau chắc nãy giờ cái đầu lõm vô khúc rồi đó. Ê, ông kêu không lật. Cái này không lật, không ngửa bụng nha. Trời ơi, sao lửa được. Có hệ thống không biết đó. Nữa, không biết chỗ đây nữa. Rồi ok, đi về nè. Cứu ai đồ. Không biết gì đâu mấy đứa rồi, anh không biết gì đâu mấy đứa. Xe đã phát xăng rồi. Ờ gì luôn. Người ta đã kêu là đã uống rượu là không được lấy xe. F4. Đã uống xe thì không được lấy rượu. Ơi. Vừa chạy vừa khởi động luôn rồi xong. Xe nó không còn gì luôn. Đi chở chồng đi hút bánh trận sao có cái biển tên đúng cứng. Có ai thấy bên kia blue hả? Ai bị thương vậy? À không. Thấy quả vui luôn á trời. Chào bạn.
Thương biết bạn đúng ơi. Thương biết chuyện này chứ bạn ơi. Ủa sao xe mấy kia có ai thấy xe mấy này nó còn không nguyên vẹn không? Đúng ra bán không? Kìa, xe nó còn đúng nguyên vẹn luôn, trong khi xe mình nó mốc bấy nhảy. Ủa văng rồi. Mấy con này nó bay nhảy lụm hết trơn, nó có khung chịu hết trơn rồi. Lên cứu văng. Cứng. Lên cứu văng cái đi. Này lên cứu đi, xe này lên nổi đâu nổi. Xe này nó sang rồi. Anh chở người ta xong rồi cùng hỏi trách nhiệm vậy. Đi kiếm chờ xuống xe cái đã. Rồi sau khi mà quay trở về chỗ này sửa xe cũng như là đổ xăng xong hết thì bây giờ tụi mình sẽ có một cái chuyến đi nhẹ nữa nha các bạn. Và cái chuyến này thì là mình sẽ đi gần khu quân đội ha. Thế nhưng các bạn đã biết thì trên này nó có một cái khu làng biến thái á, và cái đường đi nó khá là ngoằn ngoèo. Đây trên này nè, đây bây giờ mình đi thử ha. Cũng không ngoằn ngoèo lắm đâu, đi thử xem như thế nào. Ê, qua lên lại qua, lên lại qua. Rồi, đu hết nha. Nay là bên này một team đen, team trắng. Xích eo vô. Anh không cần đâu, không sao đâu. Nè giờ đứa nào mà lọt đứa đó bị trừ tiền, đứa nào mà giữ yên cho tới khi mình lên trên kia được cộng 100k ok không? Hello. Ok để anh đi kiếm cục điện anh cài cài vô mấy cái. Ờ, cục điện cài được mấy cái. Tốn 100k. Cái người cầm lái thôi. Ừ đúng rồi. Thì người cầm lái thích trao giải hay không thôi đúng không? Đưa súng lên mấy bạn ơi, đưa súng lên để nhét người vô trong. Láo. Đưa súng lên. bạn coi chừng á, đó. Con cá con nó chạy bên rồi nó tông xe mình bây giờ á. Ủa đó coi cái đường ngoài cạnh cái đường này rồi đó, đi đường nào không nhớ nữa. Là đường ở đó, đúng rồi, đường ở đó. Để qua nhà mình bắn cam chó. Ơ đừng okay. bắn. Quẹo vô nào, Đó. Anh em đu cẩn thận nha. Lái rồi. Dịnh cho chắc vô nha. Limited đi anh. Hả? Speed limited đi. Ôi, speed limited cái gì, không đủ sức lên núi bây giờ á. Lên núi chứ phải đi đường trường đâu mà. Lên núi cần gì xuống cao. Phải chạy 10km một giờ. Đúng rồi. Rồi hồi rớt em xuống em đẩy nha. Lên dốc bằng con số 6. Sao rớt được, sao mà rớt dừng chuyên. Xe cái con, chó. Anh đừng làm. Vô đi lộn đường mới đúng rồi, đường này mới đúng nè. Không đi được. Đúng rồi, đường này mới đúng rồi, đó, đường này mới đúng nè. Đó. Xong rồi, thấy quá này không. Sao đường này đi hoài ơi. Ai có cái con nó le lên đầu luôn kìa. Lên đi quả ơi. Anh đi vậy là chết rồi. Anh đi vậy là chết rồi. Tại cái xe ô cua của bóc. Ủa sao cái con đó nó đụng mà nó hư xe luôn. Ok ok đi nè đi nè đi nè. Hoài hoài đẹp mất. Cái núi nó nằm bên trong kia. Không cảm ơn. Ủa sao rớt hết chứ. Hồi nãy con thấy hai đứa hai bên. Ủa đi xe cháy chứ. Đâu anh cháy đúng đường. Anh nói thiệt anh chạy đúng đường. Ủa thiếm thằng đâu rồi. Thiếm thằng đâu mất tiêu rồi. Thằng kia lên đây, thằng kia lên đây. Sao lại bỏ bạn ấy. Anh kia lên đây đúng rồi. Đừng có bỏ bạn gì chứ. Rồi đâu lên. Sao không đi lên được ta. Đó đây 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 để anh chạy lên đứa này rồi. Ok lên lại đi. Alo đang lên luôn. Đó nó từ từ. Qua đó chen chen không. Xuống xuống hoài. Đi trước đi. Rồi ok. Rồi lại nè lại nè. Một phát nữa lại. Giờ nè ai rớt là hoài làm tó. Ủa alo. Cái đường này nó gắt lắm. Mấy đứa bình tĩnh. Này sập xịt quá anh ơi. Sao. Đây đây. Anh đi chậm hết mới có thể giờ. Anh đi với tốc độ 30km/h sắp tới làng rồi nè. Dễ mà không tính là đường này dễ mà. Vậy đó có hai lần chuyên nhiệm. Đó. Ở chơi dễ lắm nãy đường. Nãy đường dễ khó. Thì ít tính. Đó, bây giờ. Đường dễ như rất nhiều. Rồi bây giờ để coi còn cái đường nào khó hơn để mình đi không ta? Cái làng này thì mình đi vô khá là nhiều lần rồi, để đường đi rồi. À còn cái đường đợt hồi nào à đường hồi nào mình đi upgrade đường này nè, đi xuống đây đường các bạn. Cái đường khúc này đi khá là đẹp. Đây dạ, từ giờ. Tiếp anh em có đường đi rồi, Thôi. Bám chắc vô. Xếp bèo đi mấy đứa. Rồi ok. Người em nha coi chừng á. Bèo cũng như thông mà. Vô cây cũng như rớt. Xếp bèo nó còn đỡ. Đi tiếp nè. Chưa đi cái gì đó. Chưa. Có gì thì nói ba mẹ em. Có cần nói với người yêu vợ bồ nhí gì không? Trà xanh, trà xanh gì không? Ừ, có cần nói không? Nói hết luôn, nói cho Hoàng Hoàng, nói chuyện lại cho. Ờ.
Ờ cũng đúng, mình gần mà lo gì anh. Quà nói có nói gì với vợ tương lai không? Không. Không vậy nè. Vậy nè, phải nói đúng là phải như vậy nè. Đép có gì chuyển lại với vợ tương lai của con quà không? Đó. Hello. Hello. Cái này đi 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 xuống đúng không? Đúng rồi, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Báo hãy chặt vô nha. Đó, cái đường này trời ơi, đi hơi bị sướng. Thả dốc thôi, tắt máy. Tắt máy xe là thấy chơi biết đó. Đó. Tắt máy luôn rồi. Ui, không quẹo được. Chết. Tắt máy. Anh tắt máy rồi. Rồi ok, lên lại. Ai dạy ông đi xuống dốc mà tắt máy vậy? Thắt cho nó tiết kiệm xăng. Ê quà quá đau bánh xe. Ông quà quá kia đu đi. Ông quà đau bánh xe vậy. Đập bánh xe bây giờ. Anh chứ thả dốc như gì á. Anh ơi, em biết cho em bắn không? Sao vậy? Bắn để có lực phản lại. Em tốc độ lại. Đây đây có đường nè. Như mấy con này mình băng đèo lội suối được đúng không ta? À, đợi, không, không xuống này như băng không được rồi. Không xuống xuống này. Oh, được được được, anh nhớ có một chỗ nhưng mà từ từ nha, đây có cái hố sâu vũ trụ nha, thiệt á. Thiệt ở đây có cái hố á. Cẩn thận. À, cái chừng cái chừng. Đây anh nhớ có cái hố đen. Nó ghê lắm, lọt vô phát là chết luôn. Ghê à. Ừ, thiệt, lọt xuống thiệt mà. Bữa hơi lâu rồi đi bị lần rồi. Ủa cái đường này sao đi ta? Ê, không có nhu không có nhu cầu tắm hết ơi. Anh ơi. Được được. Sao rất có nặng. Rõ ràng đi được mà sao rất có nặng nhỉ. Ôi giống. Đi bơi bạn ơi. Đi bơi rồi. Mấy con sáo thóc rồi. Nãy thấy mấy con sáo thóc nó đi theo đâu rồi. Đủ đi bơi. Đủ mấy con sáo thóc nó đi bơi rồi. Ủa vậy hả? Đâu đâu đâu. Để đừng dừng lại. Nhắn vị trí. Nhắn vị trí. Nhắn vị trí. Em không sợ lật hố mà em sợ anh làm em rớt. Rớt đầu rớt, để bình tĩnh bình tĩnh. Rồi các bạn hiện tại lúc nãy mình mới sửa xe xong nha. Dừng lại sửa hết tất cả các xe luôn và đợi có vài người bị lạc đường. Lạnh. Cái gì cái gì cái gì lạnh bình tĩnh bình tĩnh. Bình thường xe mình đi trên đường nó khô đúng không? Hôm nay mình để cái chỗ này nó hẹp lắm rồi mấy đứa. Đu vô chặt vô nha. Cách nào? Không được. Cặp mà chó nhìn vô mắt được chứ. Trời ơi, dân chuyên. Từ đến ra coi chỗ này có chỗ nó lọt xuống á, lọt thiệt chứ không phải lọt dở đâu. Bây giờ mình bắt giới mình lao bên kia nè. Đúng mà, lao bên kia mà. Em chưa nghĩ là nó chưa tới bên bển đâu. Giữa đường đó. Sao đâu, anh nghĩ là qua được, anh nghĩ là qua được. Chưa tới giữa đường đó. Vô. Quá. Trời, nhưng mà lọt hơi nhiều thôi mới đứa bay qua đây. Để coi con nào nó giấu ao, con nào giấu ao. Trời. Tụi. Ôi, ấy là kia nó chạy như tàu ngầm. Mấy kia nó chạy như tàu ngầm nhá. Nhìn cái này, cái con xe thấp nhất nè. Coi cái con xe thấp nhất kìa. Coi con xe cổ. Con xe cổ kìa mấy đứa. Xe cổ. Mày có xe cổ nè. Chìm liễm luôn. Trời sao. Quá được. Trời ơi. Rớt luôn. Mất tiêu cái xe luôn, không thấy luôn. Nè, có chân nè, nè, ở đây có cái hố nè. Nè. Đâu? À. Thử đi. Kêu một người thử đi. Nè, bây giờ ai muốn thử thì nhảy xuống đi. Nè, coi ba lô nè. Đây là đi mé đây nè. Ê, quà có chừng, quà có chừng lọt quá. Đi bên này. Đi qua bên kia lên đi. Bên kia này nè, coi ba lô nè. Rồi đi lên xe. Ê, cái hố kìa không? Ừ, cái hố đen thui thui lùi á. Bữa anh đi hồi đâu rồi, anh đi phượt của nó lọt á. Ai mà chưa chỗ là lọt á. Nè. Ủa sao ơi, Khang gì Khang? Gì Khang? Ui, okay. Nè, nguyên cái hố luôn nè. Cái này nhiều hố lắm. Khang nó đi làm định nhảy xuống thử Khang. Anh nói mà đó là hố đen mà không tin. Hố đen thiệt. Ê em lên rồi nè. Ê ông Khang tới cái le mà. Lulu chạy xe xuống thử luôn. Quẹo trái hết ga luôn, thử đi. mất tiêu. Đâu còn ở dưới kìa. Đâu thì nó đang rơi xuống hố đen đó.
nó đang rơi xuống đây, cái khúc này là hố đen thôi chứ. Ê bây giờ nếu mà anh thử thì ba đứa bốn đứa có bị lật khỏi xe không? Không, thử đi anh, thử đi anh, thử thử luôn, thử luôn, thử luôn. Ngày gì vết bẩn, ngày gì vết bẩn. Ấy rồi xong lọt. Ấy ủa sao xe nó còn đây? Ủa ấy lỗi ơi, lỗi ơi, lỗi ơi. Ấy ờ bây giờ mới rơi nè, bây giờ mới rơi nè, bây giờ mới rơi nè. Ủa lỗi rồi anh ơi, bây giờ mới rơi nè. Sao lại bơi? Bây giờ mới rơi nè, bây giờ mới rơi nè. Hồi nãy nó chưa có rơi xuống dưới nước, bây giờ nó mới rơi xuống dưới nước nè. Ai da, ai da, ai da, ai da. Đây đây, đâu rồi mấy đứa, đâu rồi? Còn 6 không mấy đứa? Xe lật rồi. Ê, lê, 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 lê. Ê, nó đẩy xuống dưới kìa. Ê, trời ơi. Cũng như khóc. Con kia lật theo luôn. Tôi mệt thiệt chứ. Rồi ok, đi 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 đi, nó đòi hố đen vũ trụ. Xuống thử hố đen chơi bạn, vui lắm bạn, xuống thử đi bạn. Vô đi bạn. Vô đi bạn, thử đi, không sao đâu bạn. Ê đi đi đi, lẹ 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 mấy anh kia nó đang thử hố đen. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ok đi đi các bạn, đây đây để coi cái đường up rock. Rớt luôn, rớt rớt rớt. Nè, đường này nè. Không, đường này đi vui lắm, thiệt. Anh không nhớ đường nào nữa, đang tìm. Hình như nó đây rồi. Đó phải. Chính xác, nó đây rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Anh em ơi, Giang phải chưa? Thích bè mọi người ơi. Ờ à. Có ai thấy, ê, có ai thấy cái đường nó cực kỳ gắt luôn không? Thấy, gắt lắm. Chưa đi bộ mà. Anh ơi, gắt lắm á. Alo, sao lại đi này? Không sao, anh lên được, anh lên được. Rồi sao anh lên? Rồi anh lên đi. Rồi rớt gì cái càng. Thầy láo thì. Này nó không tin tưởng anh em mình rồi. Thằng này cho nó đi bộ. Nghĩ là nó đi bộ nó sẽ đi nhanh hơn luôn. Rồi, khẽ từ từ, anh đang tìm cách, anh đang tìm cách. Đây, đây, đây. Mốt chắc shop mình chuyển sang bán xe Upgrade đó các bạn. Để mình tổ chức những buổi Upgrade như thế này. Thôi tuột, 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 tuột. Cố lên, cố lên. Cố lên, đúng rồi, lên luôn. Trời ơi, tụi. Tụi. Trời ơi, đường này anh đi hoài mấy đứa ơi. Ê, ê, ê. Sao lọt được, sao lọt được. Bán xe không chạy nhớt rồi anh. Được, được rồi. Ôi. Rồi, ra tới đường trường rồi nè. Rồi, bây giờ cắm phát đi về thôi. Ra cao tốc đi về thôi. À, coi như là xong một bữa Upgrade nha các bạn, thực sự khá là vui mà con xe này thì nó tếu hơn tưởng tượng ha, khi mà mọi người đu với nhau á. Tôi nghĩ là một cái trước cửa thiên đường đó ta. Để anh Masterbeat cho coi. Dễ đi lắm. Để anh Masterbeat đi. Đường này Masterbeat được. Nơi, ta. Nơi. Gục gục cãi trước cửa thiên đường. Ủa sao chạy chậm chứ, ta chạy con trăm mấy mấy rồi mấy đứa ơi. Trời ơi, người ta đu xe, người ta chạy trăm mấy mấy này nè. Vợ tương lai của em. Rồi. Sao chết được đó, thấy chưa, trời ơi. Nè, bắn nguyên đường cao tốc về nè. Riếp chứ. Gì ghê vậy mấy đứa? Mới riếp có chút xíu làm gì nó la ghê vậy? Ghê lắm, không ai tin. Mày vô đi vòng vòng đội chơi anh. Ok, được, 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 được. Đi vòng vòng đội chơi. Bắn giờ này quân đội còn ai canh không ta? Không, không. Để team, để team, đủ team đi vô, đủ team đi vô. Ai trong team mình có hàng trong quân đội. có mà anh biết nè, bây giờ thử thách là chạy nguyên vòng vô quân đội xong rồi chạy ra đường kia đi về, hợp lý không? Yes. Không biết mấy đứa có rớt hay không thôi. Đó rồi văng văng lẹ văng ơi, lẹ văng ơi, quân đội ra nó bắn bây giờ. Lẹ văng ơi, quân đội ra nó bắn giờ. Rồi bực bội lẹ lẹ. Đây đây đây. Có ai canh không? Có ai canh không? Bắn vô, bắn vô, bắn vô, bắn vô, bắn vô, bắn xả súng chơi. Thú rồi. Con này không ai đâu, con này giờ này nghỉ cho rồi, dễ lao quá cho rồi. Đi bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Mày này nhát đi chứ, trời ơi, thiệt sự luôn á. Không, mình bắn không được. Bắn đi, xả súng đi. Không bắn được, em không bắn được. Bị gì rồi, không bắn được. Em chưa chơi đồ á. Em chưa chơi đồ rồi. Này, để đi. Ai có cái cửa kia á. Tính ra cái cửa kia luôn á. Cửa kéo á. Anh cũng đang nghĩ tới cái cửa kéo đó đó chứ.
Masterbeat. Dạ, dạ, khoan, tao nhớ cửa coi. Này, cái đường dưới nó ngon hơn mấy đứa ơi. Đừng mà. Để coi. Woo. Trời không. Tính ra cái thằng nó kêu tao là cái thằng nó bị rớt luôn á. Hư xe luôn rồi. Cái mồm quá quá. Cái thằng đen. Thằng trắng dừng con. Tụi tôi. Lẹ. Thằng điên lẹ. Lắc quá. Ok, đến là cái bậc gác chân nó có chút xíu đu sốc mệt thiệt luôn á. Mấy đứa thấy bị mỏi chân, bị nhức chân, bị tê tái gì vô. Anh thấy anh bị mệt lắm á. Rớt hoài do là hồi đầu á các bạn mình tìm rất là nhiều loại xe buýt, xe chở khách, xe đủ thứ loại xe, không thể nào chở được nhiều bằng cái con xe này nha các bạn. Đây là con xe chở được nhiều nhất, thì tối đa chở được là 8 người ha. Rồi Masterbeat nè, Masterbeat đi về nè. Đây cái đoạn đường này giống đoạn đường bố mình đua nè. Giống để làm đua lại cho coi. Sao nhiều những tình uống vodka như mình thèm dữ ta. Thôi. Không, đường này thấy đường thiệt mới tao nên thấy đường, không có như đường đèo kia đâu. Đã uống rượu bia là không lái xe. Đã uống rượu bia là em có lái xe. Ê, sắp về rồi. Để coi đây là đường cuối cùng quay trở về bệnh viện. Ai rớt là bỏ luôn á. Ai rớt là bỏ luôn. Nghe buồn dữ chà. Người ta ôm cua vậy thôi chứ. Đi đừng rét mảng vậy, đi giữa đường đi. Chạy đúng làng, tuân thủ đúng luật, bạn hiểu chưa? Vậy anh cũ có ca đi lấy xe làng. Okay. Đâu anh uống nào đâu. Ủa sao xe anh nè, anh nhớ, ê mấy đứa có nhớ là xe mình sơn màu trắng không? Có. Rồi, màu trắng nè, hồi nãy nhìn đi như mặt chrome vậy. Rồi chuẩn bị. Ơi, cục đi. Ủa sao đó anh ơi. nào bị thương lên xe luôn đi, lên xe chở về bệnh viện kìa. Dân. Ok, còn ba thằng nhá. Đây, đường mình về bệnh viện. Xe anh có thể quay đầu không? Không. Đây là clip nè, Đừng, cái này là chết, cái này là chết. Thôi xong. Nó quá luôn. Nằm hết chơi luôn. Chơi không điện. Muốn bay đâu không điện. Muốn bay nào. Ai cây được có bắn rồi ra. Đè còn em mình. Ê nếu mà em còn đu được xuống dưới kia là anh chơi 1 triệu. Thiệt. Dễ thưởng 1 triệu. Đu đi. Ơi ăn 1 triệu anh dễ quá. Dễ thì dễ đâu, cho anh chọn 1 triệu cho anh nắm á. Đâu rồi, ôi bể bánh xe luôn rồi, thấy chưa? Đó, tại em bây giờ em lại tăng cái phần thưởng 1 triệu lên cao. Bài giết chắc. Đi tiếp nè. Giết được 1 triệu. Ơi, mất lái anh ơi. Thiệt, em bắn cái bánh trước rồi, anh lái không được. Đúng rồi, ông kia ông cho ông thành riết một lái vô cục điện chứ. Rồi, tôi lấy tôi đi rồi. Chưa, 1 triệu đang còn ngay trước mắt kìa. Ủa sao anh đi được gì? Chịu anh nắm trong tay á. Anh muốn cho là anh cho, còn anh không muốn cho thì anh cho. Bệnh viện có một cái đường phóng. Trời, cái đường này đường bự á. Nhé đâu mà lo, người ta đi người ta chơi 1 triệu mà bảo tàng 1 triệu của em còn gì nữa đúng không? Đi giữa lane đi anh, đi đường. Nhé, đi lane thứ 3 là được rồi, rộng rồi. Không. Trong thành phố này bè, chắc mày. Đi không bị gì đâu. Drip. Anh chụp chiếc trời. Đỉnh chứ Khang. Bố Phật. Đây. Đây là cung đường cuối của Khang. Trời trọng. Tôi thấy cái một. Ông Khang đừng chịu thiệt nè. 1 triệu của ông Diêu rõ không? Ông Diêu sáng thấy rồi. Đấy nghe nó vẫn còn đua nữa rồi. Khang nó vẫn còn đua, Khang vẫn còn đua nè. Trời ơi ghê. Hai game rồi. Ôi ơi, em có thấy gì không Khang? Khang quay tình hình rồi, thấy gì nữa? Ho, em thấy Khang đang lấy không? Cái người em nó dính lại. Quay xong rồi chuyện. Ủa Khang đâu rồi? Khang đâu rồi? Rồi đó, ok, vậy thì video này mình sẽ xuống tận như đây nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hôm nay của tựa game Catan Roleplay. Và đây là một cái buổi tụi mình đi phượt rủ rê với nhau vào ban đêm, rảnh rỗi không có gì làm nha. Hẹn các bạn tập sau, thì tập sau mình sẽ kiếm cái gì đó chơi tới trong này. Lâu lâu mình chơi những cái này rất là vui nha các bạn. Rồi thôi, hẹn các bạn ở video sau. Chào các bạn, bye bye.